Vâng, xin chào anh em. Thì bên mình đang có một cái dòng sản phẩm máy hàn nhỏ gọn mini. Cái dòng máy hàn này thì cái trọng lượng của nó tầm khoảng 3 kg thôi. Đấy. Đây mọi người nhìn cái chiều dài của nó này và chiều rộng này. Đấy. Nhỏ gọn như này thì cái mình dùng thì nó rất là hay, mình cầm đi, mình xách đi xách lại nó rất tiện. Thì cái dòng sản phẩm này thì phù hợp nhất nó cho những cái khách hàng mình mua về hàn gia đình thôi. Đấy, hàn gia đình hay là mình hàn quảng cáo, mình xách xách đi nó nhẹ, không phải bê đi bê lại. Và cái dòng sản phẩm này thì cái dòng của nó đây, mọi người nhìn nó này, xoay mọi người nhìn nó này, số đây có số 200 này, 200 A. Nhưng mà cái dòng chuẩn của nó nếu mà đo đấy, đo thì tầm khoảng dao động từ 130 đến 140 là phù hợp cho dùng cho que 2.5 mọi người nhé. 2.5 đây, chẳng hạn đây là mình có một cái bó que hàn này, que hàn. Bó cái hàn thì mọi người nhìn ấy, cái dòng hàn của nó dao động 50 đến 90 chẳng hạn, 50-90 thì quay 2.5. Nên là mình dùng quay 2.5 ấy thì mình dùng trong cái khoảng dòng này thì nó rất là bền. Đấy, nó sẽ không dùng tối đa cái dòng của nó. Còn mình dùng quay 3.2 thì cũng có thể dùng được, nhưng mà nó sẽ gọi là dùng tối đa cái mắc của cái công suất thì nó không được tốt. Đấy. Nên là anh em nào mà muốn mua để dùng gia đình thì mình nên mua cái dòng này. Còn nếu mà mình mua để dùng thường xuyên, mình dùng gọi là cái tần suất lớn ấy, thì mình khuyên là không nên mua cái dòng này. Đấy. Vì cái dòng này thì anh em dùng sửa chữa đơn giản thì mình dùng là ok. Đấy, sửa chữa đơn giản đấy. Đây thì cái cấu tạo đằng sau nó đây, quạt gió và công tắc. Đấy, và công thông số của nó. Đấy. Và cái máy này thì bên mình bán rẻ thôi, rẻ và ưu tiên cho anh em ở Hải Phòng nhé. Anh em ở Hải Phòng có thể đến trực tiếp bên mình mua. Giá của cái máy này bên mình bán 800.000. Đấy. Vì sao mình ưu tiên những cái khách hàng Hải Phòng thì cái này giá thành rẻ, và thứ hai là nếu mà có lỗi thì mình sẽ đổ trực tiếp tại Hải Phòng luôn. Đấy. Nên là ai có nhu cầu liên hệ thì mình sẽ để lại số điện thoại cho anh em. Anh em mua thì có thể gọi điện cho mình. Đấy. Còn bên mình thì có bán rất là nhiều sản phẩm khác nữa. Thì anh em có nhu cầu thì có thể theo dõi kênh của bên mình. Đấy. Bên mình sẽ up sản phẩm thường xuyên cho anh em. Cảm ơn anh em.